Đây là những chùm quả của nho thân gỗ tứ quý các bạn nhé. Đấy, những chùm quả này các bạn về chỉ khoảng tầm hơn một tuần nữa thôi thì những chùm quả này sẽ bắt đầu chín. Khi chín, quả của nó sẽ chuyển dần sang màu tím than, rất là đẹp mắt, to tròn. Ruột bên trong có màu trắng tinh như sữa, hương vị rất là ngọt, hạt rất là bé, rất là thơm ngon. Đấy, cây bên mình rất là già cây cho nên là hoa quả đậu từ gốc tới ngọn rồi nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì bên mình vừa mới về một lô cây nho thân gỗ tứ quý nhé, hàng siêu trái rất là đẹp. Những cây bên mình thì có chiều cao dao động trung bình và khoảng tầm là 1m1, 1m2. Cành tán thì đã được bên mình cắt tỉa gọn gàng, rất là đẹp mắt. Đây các bạn có thể thấy là trên thân cây rất là nhiều trái, trái rất là xum xuê, chíu chít luôn. Đấy, giống nho thân gỗ tứ quý này thì những trái của nó sẽ mọc thành từng chùm một với nhau như này. Đấy, thân cây đến đâu thì trái ra đến đấy, rất là nhiều quả sai chữ chín này các bạn này. Đấy, như cái này hiện tại thì có khoảng từ là 60 đến 70 trái nhé. Đấy, trên tận ngọn đều ra những trái rồi. Đây là những nứa hoa của nó này, đúng như cái tên của nó, nho thân gỗ tứ quý thì ra hoa đậu quả cánh năm. Đấy, các nứa trái của nó chưa chín thì các nứa hoa cũ đã bắt đầu nhú rồi, rất là nhiều, rất là sai nhé. Đấy, cây form dáng rất là đẹp, vào chậu ổn định, bầu rễ chắc chắn. Đấy, cây bên cạnh mình quay cho các bạn xem này, cành tán xum xuê luôn. Đấy, thân cây rất là nhiều trái nhé. Đấy, khi chín thì quả của nó sẽ chuyển sang màu tím than này. Đấy, quả mọc từ gốc tới ngọn. Những cây này rất là già thì đã được khoảng tầm hơn 4 năm tuổi rồi. Đấy, quả rất là dẻo, màu tím này. Mình sẽ ăn thử trực tiếp cho các bạn xem. Vỏ của nó rất là giòn nhé, bên trong này một lớp như một lớp thạch, rất là ngọt, hương vị thơm ngon. Cây nào cây đấy là đều ra hoa đậu quả rất là nhiều rồi. Loại này rất dễ dàng chăm sóc thôi. Sau khi kết thúc những vụ quả ở cây, các bạn về nên tỉa bớt những cành răm, cành tán đi để cây tập trung ra những đốm hoa mới. Đây, quả rất là to. Quả đường kính khoảng tầm gần 2 phân nhé. Còn đây là đất trồng. Đấy, bên mình thì trộn trấu, sơ dừa này. Các bạn có thể trộn xỉ tan nhé, đất tơi xốp vào. Bầu rễ thông thoáng ổn định là cây có thể là sinh trưởng phát triển khỏe mạnh này. Loại này các bạn nên trồng ở những nơi thông thoáng, đầy đủ ánh nắng, thoát nước tốt. Đấy, như nứa quả của nó này, rất là sai luôn. Hiện tại thì mình đã bán tại vườn với giá là 1,5 triệu một cây nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp bên mình. Các cây tiếp theo này, đấy, cây nào của đấy quả rất là nhiều. Đấy, mình khuyến khích các bạn là nên sử dụng phân hữu cơ này, phân chuồng, bầu hoai mục. Những loại này rất là tốt cho cây, cung ứng đầy đủ các chất dinh dưỡng để cây sinh trưởng. Ngoài ra cành như là tán của loại nho thân gỗ này rất là dẻo dai, các bạn có về có thể là uốn tạo dáng tạo thế cho cây. Những cây nào mà gốc rễ đẹp các bạn có thể cho ngồi đá, nâng cao giá trị của cây, rất là sai. Ngoài những dòng nho thân gỗ tứ quý ra thì đồng thời bên mình còn một số loại nho thân gỗ 12 vụ như này. Đấy, các cây này thì có chiều cao khoảng tầm là hơn 1 mét các bạn nhé. Đấy, cũng là rất là già rồi. Bắt đầu cho những nước quả bó nhé. Như cây này thì đường kính gốc vào khoảng tầm là hơn 2 phân này. Các thân của nó thì khoảng tầm là 60 phân, rất là đẹp. Cây bên cạnh. Đấy, bắt đầu cho những nước quả bó rồi nhé. Đấy, dòng nho thân gỗ 12 vụ này thì quả của nó khi chín sẽ có màu đỏ tươi, rực rỡ. Trên thân thì cũng bắt đầu trở những đốm hoa còn này, hóa rất là sai. Cành tán hay cắt tỉa gọn gàng rồi, các bạn về là sang bầu sang chậu cho cây. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể trồng ngoài đất, những cây sinh trưởng phát triển nhanh hơn. Các bạn có nhu cầu sưu tầm cũng như là muốn tham khảo về giống nho thân gỗ này thì có thể liên hệ trực tiếp nhà vườn nhà mình. Bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn tư vấn quy trình trồng chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển ra hoa đậu quả như nào tốt nhất nhé. Nhà vườn Huy Hoàng, bên mình chuyên cung cấp các giống hoa cây quả độc lạ. Số điện thoại Zalo bên mình là 092 692 2886 nhé.